Chào mừng quý vị khán giả của chương trình Hòa Âm Cảm Xúc. Và ngày hôm nay thì Hoàng Oanh xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với một chàng ca sĩ vừa cá tính mà cũng vừa lãng tử, vừa đa tài mà cũng vừa đa sầu đa cảm trong những ca khúc của anh ấy. Hãy cùng gặp gỡ với ca sĩ Mai Tiến Dũng. Cho phép Mai Tiến Dũng lời chào thân ái đến Hoàng Oanh cũng như quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hòa Âm Cảm Xúc, lời chào thân ái nhất ạ. Chào anh Dũng, anh khỏe không? Anh rất khỏe, cảm ơn Hoàng Oanh. Rất vui khi được gặp lại em ở đây và cùng một cô gái xinh đẹp và lúc nào cũng tràn đầy nhựa sống. Cảm ơn anh. Và em rất là hạnh phúc khi được gặp lại anh Dũng trong căn phòng cảm xúc. Thật ra thì trước khi bắt đầu đi sâu vào trong câu chuyện của mình thì tụi em sẽ luôn luôn có một mini game nho nhỏ. Đó là một phút thật nhiều chút để anh thả tất cả những cung bậc cảm xúc trong cuộc sống, trong âm nhạc của mình vào mini game này để khán giả được cái nhìn bao quát hơn về ca sĩ Mai Tiến Dũng. Okay. Anh sẵn sàng chưa? Một phút mình nhiều chút à? Dạ, một phút thật là nhiều chút. Okay. Hãy bày tỏ về hành trình âm nhạc của anh bằng một cảm xúc. Tắc kè hoa hả? Và hãy bày tỏ về cuộc sống hiện tại của anh bằng một cảm xúc. An yên. An yên. Anh nghĩ là vậy. Em nhìn anh là em cũng thấy cái sự trầm ổn ở trong này. Ba lý do vì sao anh lại thích hoạt động tại Việt Nam và bị thu hút bởi thị trường âm nhạc ở Việt Nam? Anh nghĩ là sôi nổi nè. Sôi nổi. Cạnh tranh nè. Wow, tính cạnh tranh. Và làm cho mình cái gọi là hứng thú sáng tạo. Wow, toàn là những ý rất là hay. Khi mà anh hát á, khúc nào anh thấy đã, tự anh thấy chỗ này mình hát thấy đã quá, hay quá. Anh nghĩ là đó là cái gọi là màu từ sự, cái màu trầm. À, vậy thì bước ngoặt nào đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống hay là con đường âm nhạc của anh? Bước ngoặt nào thì chắc có lẽ là rất là nhiều bước ngoặt. Đầu tiên là những ngày đầu tiên mình chập chững theo con đường ca hát. Năm đó anh bao nhiêu tuổi? Năm đó Dũng mới vừa học xong lớp 12, 18 tuổi. Vâng, và thưa quý vị, đó là phần thả nhẹ cảm xúc của ca sĩ Mai Tiến Dũng. Hoàng Anh cũng được biết là anh mới ra một sản phẩm âm nhạc mới mà được quý vị khán giả rất là đón nhận. Và mọi người cũng thắc mắc là ôi, tại sao mình thích Mai Tiến Dũng như thế mà lâu lắm ảnh mới chịu ra một cái sản phẩm mới? Không biết là do ảnh bận việc riêng, cuộc sống cá nhân, hay là ảnh có cái điều gì đó còn băn khoăn trong âm nhạc mà anh chưa có cái bước tiến mới với những cái sản phẩm mà khác dành cho khán giả. Trước khi mình trầm thì là trầm sâu, cho độ sâu nó trầm hơn. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, những người đã theo dõi Mai Tiến Dũng nè. Vì tình cảm mọi người cho Dũng nhiều cho nên là thật sự như hồi nãy anh cũng chia sẻ vui vui là trong thời gian mà Dũng không ra sản phẩm thì thật sự là do là mình đi cũng bận đi hát. Những tình cảm quý vị dành cho các bài ca khúc Người Như Anh. Người Như Anh. vẫn còn rất là nhiều. Thường là như thế này, nghệ sĩ sẽ có những cái gọi là chướng ngại vật riêng cho bản thân mình. Ví dụ mà quý vị yêu ca khúc Người Như Anh, ưu ái của quý vị dành cho ca khúc nhiều quá, sau đó dù có ca khúc khác tìm em làm khó bản thân mình, là mình đánh vào những trái tim trẻ hơn, xem là mình có thể hòa nhập cùng các bạn hay không. Khi mình ra bất cứ sản phẩm gì băn khoăn đắn đo lắm. Một năm trời chưa chắc nó là đủ. Tại vì nhiều ca khúc đến vào trong tay mình rồi, sản xuất ra rồi, nhưng mà cứ băn khoăn có nên ra hay không. Tại vì đó, thứ nhất là Dục nói là mình đã có khán giả yêu thương mình rồi, thế thì mình có nên tìm thêm khán giả mới không, để mình thị trường hóa hơn với các bạn trẻ hơn không, để các bạn biết mình hơn không, thì bắt đầu mình phải tìm tòi. Thỉnh thoảng em cũng nghĩ là ồ, anh Dũng khi nào sẽ ra một cái bài nhạc dance star, khi nào sẽ náo động trở lại. Anh đã từng những ngày đầu tiên Dũng về Việt Nam nè, thì là thời đó là nhạc trẻ sôi động EDM rất là thịnh hành. Thì lúc đó là Dũng bảo là ồ, ok, thế thì mình sẽ mang cái màu US UK về, sẽ có thể phù hợp với các bạn đây. Nhưng mà có lẽ là vì khi mình mới là một tân binh tại thị trường âm nhạc Việt Nam, những quý vị khán giả đã từng theo dõi mình thì mình biết, nhưng thế nhưng mà để chinh phục khán giả chưa bao giờ biết mình, thì mình mang cái gì mà nó mới quá chưa chắc nó là hay. Đó, cho nên là đó cũng là một trong những gọi là vấp ngã, những bước ngoặt đầu đời của Mai Tiến Dũng. Bước ngoặt đó là một trong bước ngoặt mà để có một Mai Tiến Dũng, một chàng trai hát ballad và một chàng trai hát nhạc swing. Thì tại vì thị trường lúc đó nó đang sôi nổi, mình tân binh, mình cũng đang gọi là háo chiến nữa cơ. Thật sự là mình muốn đẩy cái gì mà năng lượng nhất của mình vào khoảng thời gian đó. Thế nhưng mà không như mình nghĩ. Rồi lúc đó thì anh mất khoảng tầm 2 năm, khoảng thời gian 2 năm, lúc trầm, rất là trầm trong sự nghiệp.
Chính vì vậy, vô tình một trong những ca khúc mà đến với Mai Tiến Dũng trong khoảng thời gian đó là Yêu Ngày Yêu Cuối, đưa cho Dũng vào một cái trạng thái là mình bị bế tắc trong cuộc sống, trong tình yêu, trong sự nghiệp, trong mọi thứ. Là cái bài hát đó cho mình cái cảm xúc đó, hay mình cũng vô tình trùng hợp rất nhiều thứ vô tình trùng hợp, từ sự nghiệp, tình yêu, rồi công danh, mọi thứ nó gói gọn lại trong khoảng thời gian đó. Thì anh cảm thấy lúc đó là anh cô lập bản thân mình nhiều lắm á. Dũng không có đi chơi nhiều, bạn bè người thân cũng không có nói chuyện nhiều luôn. Mình chỉ loay hoay làm sao tìm tòi trong cái một thế giới riêng của mình để mình vực dậy. Chỉ có mình mới giúp mình vượt qua thôi. Bạn bè mọi người vẫn động viên, nhưng mà bản thân mình thì như gia đình thì bảo thôi, nếu mà không tìm được sự may mắn hay mình bỏ đi, về lại đi, làm một cái gì đó mới đi. Trong đầu mình cũng suy nghĩ hay mình làm vậy nhỉ. Thế nhưng mà nó có một cái gì đó thôi thúc mình. Chính những lúc mà mình không từ bỏ đó, những lúc mình chứng minh với bản thân mình và chứng minh cho gia đình. Mẹ lúc nào cũng lo lắng con trai ở xa rồi ai chăm sóc, rồi sự nghiệp tương lai sẽ như thế nào, thì mình lại cố gắng. Mỗi lần mẹ lo lắng thì mình luôn phải là mẹ yên tâm. Chứ thật sự lúc đó mình cũng hoang mang chứ, sự nghiệp mình biết đi đâu đây. Nhưng mà đó, mình cảm ơn như thế là mình đã không từ bỏ. Cảm ơn vì mình đã không từ bỏ. Câu này hay lắm anh. Có khi là anh ra bài mới: cảm ơn vì đã không từ bỏ. Hay, em thấy cái này là một cái tựa đề hay nha. Thì thật ra là em thấy là cũng hay đúng không? Tự nhiên có những cái trải nghiệm khác trong cuộc đời, có những cái cảm xúc tuy là nó không có phải hoàn toàn tích cực, nhưng mà nó đã giúp anh khám phá ra một cái dòng nhạc khác và khám phá ra những đối tượng khán giả khác. Và tạo nên Mai Tiến Dũng của ngày hôm nay. Quý vị khán giả ơi, hôm nay mới bật mí với mọi người là thật ra cách đây cũng 6-7 năm ông ta, hay là 8 năm gì đó, thì anh cũng có dịp tự nhiên được hát với anh Dũng. Hát song ca trong một chương trình. Đây cũng là một người nghệ sĩ mà mình rất là yêu mến từ trước, nhưng mà đến khi mà làm việc cùng với anh rồi thì mới thấy anh là một người rất là kinh nghiệp. Ta gọi là kinh nghiệp, là yêu nghề và cầu toàn. Một người nghệ sĩ mà có tâm với nghề như thế này thì chắc chắn sẽ thành công, không sớm thì muộn. Nên bằng chứng là sau một vài cuộc thi thì cũng đã có một cuộc thi mà anh rất là được khán giả yêu mến chào đón quay trở lại với dòng nhạc pop ballad. Nên trước khi mà mình nói về cái giai đoạn coi như phần 2 đi, cái phần 1 là cái phần mà mình loay hoay, mình dằn xé nội tâm xem là có nên tiếp tục hay không, thì cuối cùng mình đã quyết định là tiếp tục. Trước khi mình đến với chặng thứ 2, phần 2 của ca sĩ Mai Tiến Dũng, thì xin mời anh gửi tặng đến quý khán giả một ca khúc. Ngay sau đây thì Mai Tiến Dũng xin gửi đến quý vị một ca khúc vừa mới trình làng trong những tháng vừa qua, của tác giả là MCL, một thành viên của nhóm Da Lab, ca khúc Thế Giới Kẻ Thất Tình. Trôi theo cơn sóng cuộn lạc về đâu, không hết nước mắt đi, hết tất cả những gì đã cất giữ bấy lâu nay tận sâu tim này, và khóc hết những tháng năm yêu em trong âm thầm, yêu em trong tổn thương mối tình đơn phương ấy. Rồi sẽ kết thúc sớm thôi, có lẽ đã trễ rồi, hôm nay thế giới có một đôi nhân tình, họ sẽ mãi mãi có nhau, yêu thương nhau suốt đời. Hôm nay thế giới có thêm một kẻ thất tình. Mặc tìm nơi đây khi nằm trong tay là tổ tiên anh, cảm nhận tình yêu ấy như một thước phim dài. Vậy mà hôm nay mỗi ai đứng lặng lẽ ngắm nhìn phía mặt trời buồn, chờ mãi những giấc mộng nào cũng phai.
nước mắt đi hết tất cả những gì đã cất giữ bấy lâu nay tận sâu tim này và khóc hết những than năm yêu em trong âm thầm yêu em trong tổn thương ngôi tình đơn phương ấy giờ sẽ kết thúc sớm thôi có lẽ đã trễ rồi hôm nay thế giới có thêm một đôi nhân tình và sẽ mãi mãi có nhau yêu thương nhau suốt đời hôm nay thế giới có thêm một kẻ thân tình nở hoa trong tim này và khóc hết những tháng năm yêu em trong âm thầm yêu em trong tổn thương mỗi tình đơn phương ấy giờ sẽ kết thúc sớm thôi có lẽ đã trễ rồi hôm nay thế giới có thêm một đôi nhân tình và sẽ mãi mãi có nhau yêu thương nhau suốt đời hôm nay thế giới có thêm một kẻ thân tình là chính thế giới của kẻ thất tình nhưng vẫn thấy trong đó đầy sự kiêu hãnh. Chắc chắn là sẽ lại có một mối tình mới thôi. Chắc chắn. Dạ. Cái tình yêu mà anh Dũng dành cho khán giả thì lúc nào cũng tràn đầy, lúc nào cũng nhiệt huyết. Vậy thì sắp tới anh có những cái dự định gì mới hay là những cái thay đổi, những sáng tạo, những thử thách gì đúng với cái cá tính của anh từ suốt đầu chương trình đến giờ anh luôn nhắc đó là anh thích làm khó bản thân, anh thích thử thách mình. Mà tới bây giờ em vẫn thấy là cũng còn nhạt suy nhẹ nhẹ, mặc dù có lạc quan, có tích cực nhưng mà em vẫn muốn thấy cái gì đó khác hẳn. Thì anh có nghĩ tới hay không? Dũng đã làm quý vị ạ, à. Dũng đã làm chỉ là chưa có cho ra mắt thôi. Lại cầu toàn, lại lâu chờ, lại Dũng bắt chờ. Dũng là như thế là tại vì Dũng luôn luôn muốn những cái gì hay nhất, chỉnh chu nhất chỉ là chờ thời điểm thích hợp. Wow, hay, cái này hay. Cái này em cũng phải học hỏi anh Dũng. Tại thật ra là em thấy là cái sự chờ đợi nào nó cũng có cái xứng đáng của nó. Vì điểm rơi rất là quan trọng. Thị trường âm nhạc bây giờ thì quá nhiều. Các bạn trẻ là thay đổi liên tục. Biết đâu là cái lúc đúng. Nhưng mà mình mới là người hiểu cái khán giả của mình nhất. Khi nào là phù hợp. Mình làm nghệ thuật mà. Mỗi ngày thì mình muốn quý vị khán giả tìm đến mình nhiều hơn để lắng nghe mình. Thế nên là thôi mình tự nhận đi. Mình tự nhận là mình tham lam. Mình tham lam là mình muốn ra thật nhiều ca khúc. Mình muốn thật nhiều quý vị khán giả yêu mến mình. Thì chỉ như vậy thì mình mới cảm thấy là đã cái nư trong cảm xúc khi mình hát. Mày có tính làm live show không anh? Muốn làm live show không thì thật sự là những dạo gần đây thì những phong trà, những gọi là mini live show thì cũng vài trăm vị khán giả đến nghe là mình đã thấy vui rồi. Còn ước mơ làm live show không có chứ quý vị. Thế nhưng mà tài chính chưa đủ đâu. Nếu như mà có một gọi là một cái concert riêng, limit, rất là limit những cũng như người quen, khán giả và các bạn đồng hành đến nghe và xem. Đêm đó có thể là Dũng sẽ mang những cái kỷ niệm, những cái đầu tiên, đầu đời, một con tắc kè hoa. Mà Dũng luôn luôn nghĩ là Dũng là con tắc kè hoa mà mình biến hóa, mình luôn luôn biến hóa từ nhạc sôi động đến nhạc suy, đến những ca khúc trữ tình. Và tất nhiên sẽ có một len lỏi đâu đó những ca khúc mà có thể là quý vị khán giả chưa nghe Dũng hát bao giờ. Chính vì vậy cho nên là có thể là đêm đó sẽ là một đêm rất là đặc biệt, rất là gần gũi và thân mật. Em mới nghe thôi mà đã thấy thú vị rồi đó anh. Em nghĩ là đây sẽ là một show rất là hay, rất là nhiều cảm xúc. Nếu như mà anh từ đây đến đó là anh kịp thời gian lên kế hoạch để làm. Em hy vọng là nó sẽ trở thành hiện thực. Dạ, và em sẽ đến ủng hộ cho anh Dũng. Cảm ơn cũng em. Như tất cả những người nào mà yêu quý anh nhất cũng sẽ đến ủng hộ cho chặng đường hành trình nghệ thuật 20 năm của ca sĩ Mai Tiến Dũng. Khép lại chương trình ngày hôm nay,
em tin là vẫn còn một ca khúc nữa anh muốn dành tặng đến quý khán giả. Trước khi gửi lời chào tạm biệt đến quý vị khán giả, Mai Tiến Dũng mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, lúc nào cũng tìm thấy những điều tích cực trong cuộc sống. Yêu Mai Tiến Dũng thật nhiều. Và ngay sau đây thì Mai Tiến Dũng xin gửi đến quý vị một sáng tác rất hay của người em Vương Anh Tú, ca khúc được mang tên Đừng Hỏi Về Anh. Cho họ những gì em vốn có. Vậy nếu ngày mai tan bỏ đi mọi thứ, em hứa sẽ không buồn chứ. Chỉ cần em nói câu ừ, anh sẽ chẳng bận tâm về một mai em kề sát vai với ai qua những đêm dài. Thấy em hạnh phúc thôi, về anh xin em đừng hỏi. Cho họ những gì em vốn có. Vì nếu ngày mai tan bỏ đi mọi thứ, em hứa sẽ không buồn chứ. Chỉ cần em nói câu ừ, anh sẽ chẳng bận tâm về một mai em kề sát vai với ai qua những đêm dài. Thấy em hạnh phúc thôi, về anh xin em đừng hỏi. Vì nếu ngày mai tắm bỏ đi mọi thứ, em hứa sẽ không buồn chứ. Chỉ cần em nói câu ừ, anh sẽ chẳng bận tâm về một mai em kề sát vai với ai qua những đêm dài. Thấy em hạnh phúc thôi, về anh xin em đừng hỏi. Thấy em hạnh phúc thôi, về anh xin em đừng hỏi. Thank you.
Và rất là cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình Hòa Âm Cảm Xúc ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình chúng ta là vào lúc 20h45 phút tối thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty NT House thực hiện. Đến đây xin phép được khép lại. Xin chúc cho quý vị có những ngày trong tuần thật là bình yên, thật nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.